Có lằn luôn. Hết hồn của cá chóc rồi cả nhà. Ý, đâu để coi cá chèn bầu nè cả nhà. Con cá gì mới nhảy. Hết. Ủa con cá chèn bầu. Hello, đầu đối đầu tiên cho tới xin chào cô chú quý anh chị luôn nha. Nay theo chân anh rể dân lưới cả nhà. Nay theo chân anh rể đi dân lưới kiếm cá rô, cá lồng to, lồng cá rô, cá linh về nấu con chua ăn cả nhà ơi. Yeah. Dân sao cũng được. Chú sâu chú cạn. Thẳng đi. Xéo không cầm. Đúng rồi hả? Ừ. Diện nó cũng có tới đâu. Đây vườn sầu riêng nha cả nhà. Rồi mình gác máy đó cả nhà, chừng nào mình đi thăm mình quay cho cả nhà xem nha cả nhà. Giờ này cũng xong rồi cả nhà ơi. Đang xong hai tay lứ rồi. Hai tay lứ nó quá dài cả nhà. Đó, 200-300 mét. 200 mét. Rồi, chừng nào đi thăm mình quay cho cả nhà xem nữa nha. Chào cả nhà anh ơi. Rồi chuyện này nó có dính cái gì không cả nhà? Kiếm cá linh gì nó con chua ăn cả nhà. Hai con cá linh dính lưới cả nhà. Thế là kìa, hai con cá linh luôn, bạn kì. Đã không? Dính lưới rồi cả nhà, hai con cá linh nữa cả nhà. Để chút nữa về chiều mình em gỡ luôn cả nhà. Rồi cả nhà ơi. Giờ cũng chiều rồi, hai anh em mình đi thăm lứ về đặng kiếm mớ cá về kho lạc ăn cả nhà. Như nấu con chua rồi. Nè, chào cả nhà. Chào cả nhà. Rồi, xuống. Mình đi thăm lứ cả nhà ơi. Vừa kiếm vài con cá ăn cả nhà ơi. Nấu một con chua ơi. Xuống luôn ngay cả nhà. Xuống hơi mình mỏi cá chê luôn cả nhà. Thăm này đắng luôn đi, thăm dài dài đắng luôn đi. Thăm dài dài đắng luôn đi. Dạ sâu dữ hả? Sâu dữ hả? Nó sâu. Dạ. Chả hay dính không? Còn cá linh nãy chắc sảy luôn cái gì? Sảy luôn cái gì? Còn. Dễ gì chết á. Cá linh bự cái nha. Út cái gì luôn cái linh bành cây cầm cái này hơi chút ướt mình thử nó mà thấy có cái hang bắt cái chạy ngoài cuốn luôn để sáng cô đi không trời dễ gì dính đi em giải cho không thấy dính chưa hả. Rồi, nãy dính im quá. Ê, dính hả? Cái gạnh. Cái măng đỏ. Cái măng đỏ rồi cả nhà. Ta lưới này là đầu này bự thôi vậy. Mình ăn đứa nhỏ. Không có gì nữa. Dính lưới bự rồi, lưới này dễ gì ăn nó được.
từ khi nó đâm mạnh. Ở có hang không? Ừ, con cá rảnh. Cái gì? Rảnh con. Cái rảnh. Dính cái rảnh hay cả nhà. Có hang không? Mọi. Có hang bắt cá. Bắt cá chê. Kiếm hang mà bắt cá chê nè. Chó chi. Nè mùng 3 cả nhà ơi, mùng 3 Tết. Ăn thịt hết nổi rồi. Đi kiếm cá. Kiếm cá gì kìa. Ê, chấp cá phi. Phi bự cả nhà. Ê, dễ kìa. Ừ, dính dầu. Rồi xong luôn. Nó tiệt có vi luôn. Dính kỳ. Nãy tao bỏ vô cái gọng đi, bỏ. Dính cái gì nữa kìa cả nhà. Bé đây nè. Cái gọng kỳ nữa. Cái măng đỏ. Cái măng đỏ. Ê, cá chốt mạnh kỳ luôn. Cá chốt khứ già. Kìa, trời ơi con cá chốt. Trời ơi, cũng như cái lăng luôn. Hết hồn con cá chốt kìa cả nhà. Cá này hết trứng nè. Rồi có hổng trứng không. Cái này mà kho tiêu là hết trứng. Gỡ cá chốt là bẻ gai nó trước nha cả nhà. Để mình cầm hoặc là nó gạch của mình nhất lắm. Mình xé buộc luôn. Vô em cái chốt rồi cả nhà ơi. Chúa. Nè. Quặng luôn. Chùi xuống nước luôn cả nhà. Nhìn trong nước. Dính gì không? Dính cái gì không? Đây không có hang. Không có hang. Mới múc mà hang. Có không? Tại nó không làm. Nó mới múc gì mấy. Năm mấy hay năm rồi. Dạ. Mà hang cả nha. Mà có hang học cá chê cả nha. Đó, cá rô. Nó cứ rô cả nha. Ê, con cá chạy luôn rồi tao tức. Chết hả? Còn xém chết. Đi bộ ú kìa. Ghê hả? Gì này sâu quá sao xuống xịt được. Đó ơi. Em có luôn rồi em này đây. Em đã đi đi quýt xì mình nè. Quýt xì minh nè. Ây da. Gấp đâu. Rất cục đào biển. Vinh cao kiến nữa cả nhà. Bỏ quá. Bỏ đi. Cái gì dính trước nữa kìa. Hai con luôn. Hai con luôn hai. Vô rồi. Cho mà vô rộng luôn. Vô rồi, vô rồi. Út, nó nhảy kìa. Ồ, ba con cá chàng nè. Cá chàng bầu. Ý, rồi để coi cá chàng bầu nha cả nhà. Con cá gì mới nhảy. Ếch. Ủa con cá chừng bầu. Đã. Xém ruột luôn. Càng cá rảnh con cá lô kiến nữa. Lô kiến giục đâu à? Đây nè. Nè. Còn hết tay rồi. Hết tay lưới rồi cả nhà. Ê cá rô. Ừ cá rô. Vô một em cá rô.
Con này đây luôn rồi. Như nó về kho tiêu ăn được rồi đó. Ăn cái gì nữa. Có heo không? Kiếm heo bắt cá chê kìa. Nước linh nãy gì mà đi luôn ta. Dễ gì ăn nó được. Nó khôn rồi. Giá lưới này thưa hơn đắng lắm ta. Không dính. Thưa hơn. Hết dính rồi cái nhà. Hết im. Quá khứ rồi. Sâu quá. Bỏ lúc đầu luôn cả nhà ơi. Dậu. Ý gì đâu muốn. Bông gạo muống. Sâu quá. Quá sâu rồi. Dít nghĩ cá hè. Cá hè. Lâu lắm rồi đó. Mà quay cá hè cái. Cá hè. Ờ, dính cá hè. Lâu lắm rồi đó. 20 năm đó cả nhà. Cái này chắc cũng hỏi ra hết quá. Để gì ra được. Bẻ cây á, hoặc nha. Này có hàng cái gì nè. Ừ, ướt máy nữa rồi. Chết bà. Ủa trời. Lầm tầm quá khứ. Quá khứ khá lầm tầm rồi cả nhà ơi. Hai con cua hoành kia luôn. Bài. Rồi xong luôn rồi đó. Xong phim. Đu luôn rồi cả nhà ơi. Đứa thường quá. Nó lên lọc chứ. Ê, có cái chàng cá tàng, cá tàng. Ở cái chàng bầu, cái chàng bầu. Có dưỡng sức. Ừ. Ồ, ồ, cái chàng bầu nữa cả nha. Hai em cá chàng bầu. Dính cái chàng bầu là ngon nha cả nhà. Đá cục gạch gì. Cao cao quá nó dính rồi. Hai con cá chàng bầu sướng. Cuối cùng cá chốt nữa. Ngon lành luôn. Hết dính rồi. Bạn kia dính vài con ngàn ủi ra. Cuốn luôn hả? Ừ. Để sáng chín cái rô à. Ừ. Sáng chín cái rô. Cuốn hay không? Dính cái chè sáng hả? Anh xui. Đó. Anh còn cái rô nè. Rô bự hơn nè cả nhà. Cá rồi hết rồi, hết lưới rồi cả nhà ơi. Ở đây cũng bị tay văng nhóc chân chứ không văng nó dính dữ lắm. Hết lưới rồi. Rồi về cả nhà ơi. Ê, cuối cùng ăn ủi. Ăn ủi. Ăn ủi con cá cuối cùng rồi cả nhà. Cuốn luôn hả? Để sáng kiếm cái chè có không? Để gì để.
Rồi, lên cả nhà ơi. Lên bờ đi. Dạ. Sáng này để thôi, giờ nó dính có dính cá chè không cả nhà. Mở hang đi. Nó đụng cái hang nào không? Nãy giờ mở nó đụng xuống nào. Ấy da. Rồi xong rồi, giờ mình quay thành quả rồi mình ăn món ăn nữa cho cả nhà xem nha cả nhà. Ê, thành quả được nhiêu cá đây cả nhà ơi. Giờ mình mặn luôn nha cả nhà. Có tiêu ăn. Cá ăn thịt giờ ghét ngán quá rồi. Rồi. Đây chị hai mình đang mặn. Rồi clip mình tới đây cũng xin kết thúc luôn cả nhà ơi. Rồi cả nhà là hẹn cả nhà là clip khác nha cả nhà.